Và muốn tiếp xúc với hội họa, tôi nhận thấy rằng ngày càng tăng, kể cả các em rất là nhỏ. Đấy. Thế thì qua, bởi vì là cái cơ duyên mà ngồi trên ghế nhà trường để mà học vẽ thì mất mười mấy năm. Thế thành ra nó thành một cái thói quen là mình muốn giảng dạy và mình muốn chia sẻ cái kiến thức đó cho những người mà có cái niềm yêu thích với vẽ. Bởi thế ở bên kia thì tôi dạy học 25 năm và số sinh viên lên đến khoảng 1.000 và khoảng độ 7-8 quốc tịch. Khi về quê nhà thì tôi vẫn nhớ cái thói quen dạy học. Bởi thế thì hiện nay tôi có lớp dạy cho các học viên mà từ cái lứa tuổi 16 cho đến lứa tuổi 65. Dù ở Thụy Điển hay ở Việt Nam, công việc dạy vẽ đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họa sĩ Văn Dương Thành. Bên cạnh những sáng tác mới vẫn đều đặn được cho ra đời, thì việc phát hiện và dìu dắt những cây cọ trẻ có lẽ cũng là một cách để chị đóng góp cho hội họa. Đây là hình ảnh một lớp học vẽ tại nhà của họa sĩ Văn Dương Thành, với học sinh là một gương mặt có nhiều triển vọng, từng đạt giải thưởng piano châu Á, nay chuẩn bị nhập học tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ. Việc theo đuổi hội họa không chỉ giúp cho Minh Khuê tìm được niềm đam mê, mà còn bổ trợ cho em trong các môn học khác, cũng như trong cuộc sống. Thế để này thôi rồi, chỗ này chết, chỗ này phải nhẹ. Thôi đừng chữa vào đây nó hỏng tranh. Cái trắng này nó phải có cái ánh của cái sa, cái nước mà. Acrylic là nó khô, acrylic là nó khô hơn cả đường mà. Em thì, đối với em thì hội họa nó đã trở thành một cái niềm đam mê từ rất lâu rồi. Tức là từ hồi em mới 4-5 tuổi, nhưng mà khi mà được học cô Thành thì em cảm giác như những cái bức tranh của mình nó cũng được nó đẹp hơn, nó có nhị hơn và em cảm thấy như càng đam mê hơn ấy, bởi vì là cô có một sức lan tỏa và truyền cảm cho em rất là nhiều qua quá trình học. Thưa họa sĩ, trong các học sinh hiện nay của chị thì có một trường hợp cũng khá là đặc biệt, đấy là em Lã Hồ Minh Khuê. Được biết là em đã được giải thưởng piano châu Á, nhưng bây giờ lại muốn học cả hội họa và tỏ ra là cũng rất là có năng khiếu. Theo chị thì liệu cùng một lúc người ta có thể có và nuôi dưỡng được cái tình yêu sâu sắc với hai cái lĩnh vực khác nhau như vậy không ạ? Không hết khác nhau, hoàn toàn là giống nhau. Bởi vì trong nhạc thì là có hội họa, có màu sắc, và trong hội họa thì có giai điệu, có âm nhạc. Thưa họa sĩ Văn Dương Thành, chị có thể nhận xét một chút, một đôi điều về những cái cây cọ trẻ Việt Nam hiện nay được không? Theo cái quan sát của chị. Thật ra tôi rất là kém về nhận xét chung, nhưng mà tôi lướt qua thì thấy là họ có tiềm năng và họ tiếp cận với những cái gì đang xảy ra trong hội họa thế giới. Chị có thể nói kỹ hơn một chút về cái tiềm năng nó được không ạ? Ví dụ như là họ có cái nghệ thuật video art, nghệ thuật biểu diễn, trình diễn. Giới trẻ bây giờ thì rõ ràng là có rất nhiều những điều kiện thuận lợi hơn để có thể theo con đường hội họa so với thời của chị, đúng không ạ? Vâng, thuận lợi cũng là bất lợi. Là như thế nào ạ? Ví dụ như là thời của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng thì họ vô cùng khó khăn, và có thể nói kiếm được một tờ giấy hay một cái miếng toan để vẽ thì rất là hiếm. Nhưng mà điều đấy cũng nung nấu cái tình yêu nghệ thuật và làm cho nó rất là sâu sắc. Còn điều kiện thuận lợi thì có thể làm cho mình thấy nó quá bình thường, không toàn tâm toàn ý nếu mà mình không có một cái hướng. Cái niềm tiếp xúc, đam mê và muốn tiếp xúc với hội họa tôi nhận thấy rằng ngày càng tăng, kể cả các em rất là nhỏ. Đấy. Đối tượng học viên của chị thì rất là rộng, đúng không ạ? Trong đó thì chị lưu tâm nhất đến cái đối tượng nào? Ai tôi cũng lưu tâm, là một người giáo viên thì mình rất là công bằng. Ngoài những người đó thì tôi có dạy, được mời dạy cho các em bé mồ côi, tàn tật, khuyết tật, khiếm thị, khiếm nhĩ. Ở Hà Nội có một địa chỉ mà họa sĩ Văn Dương Thành hay lui tới, đó là trung tâm làm bánh Don Khi của những người khuyết tật. Họa sĩ tới đây để hướng dẫn mọi người ở trung tâm tiếp cận với hội họa, một môn nghệ thuật tưởng chừng xa lạ với những người có hoàn cảnh khó khăn, thực ra lại có thể là một thứ ngôn ngữ truyền cảm, giúp các bạn diễn đạt được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không chỉ vậy, những điều học từ hội họa còn được áp dụng vào các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của trung tâm này. Khi đã qua những rụt rè lúc mới cầm cọ vẽ, giờ đây các học viên đều có phần tự tin hơn.
Đấm chốt chị Vito vào. Bắt đầu bằng những nét vẽ đơn sơ nhất, lớp học đã phát nên những niềm vui và dần dần khắc ghi trong lòng những bạn trẻ này niềm tin vào chính bản thân mình. Thưa họa sĩ Văn Dương Thành, chị có cảm xúc như thế nào khi mà đi dạy vẽ cho những cái em học sinh mà có những hoàn cảnh đặc biệt? Tôi yêu thích công việc đó. Khi đến và tiếp xúc với các em ở mỗi cái miền quê khác nhau, tôi đều nhận ra một chút gì ở mình trong tuổi thơ ấy. Và tôi có một sự đồng cảm sâu sắc đối với sự thiệt thòi của các em. Nếu các em không được tiếp xúc với giấy, bút, màu vẽ và giáo viên thì có lẽ không bao giờ các em biết rằng mình có thể diễn đạt cái cảm xúc, cái nỗi niềm của mình qua các cái nét vẽ. Chính cái niềm vui tôi mang đến thì có thể giúp các em phát hiện ra mình, tự tin ở mình hơn và cảm thấy cuộc sống của mình cũng có ý nghĩa. Có những cái em học sinh kém may mắn trong lớp học thiện nguyện của chị đã chia sẻ một cách cũng không dễ dàng gì, rằng là các em cũng có ước mơ trở thành một họa sĩ như là họa sĩ Văn Dương Thành. Vậy thì họa sĩ Văn Dương Thành sẽ nói điều gì với các em? Tôi rất thích thú bởi vì trong một những cái sổ cảm tưởng của tôi thì có em bé viết là cháu muốn sau này thành họa sĩ như cô Văn Dương Thành, giỏi như cô và giỏi hơn cô nữa. Tôi rất là yêu cái câu nói đó và tôi rất là tự hào với câu nói đó. Xin cảm ơn họa sĩ Văn Dương Thành với những cái chia sẻ rất là quý báu trong chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt những người làm chương trình thì cũng xin chúc chị luôn dồi dào sức khỏe cũng như là tràn đầy cảm xúc để có thể cho ra đời nhiều những cái tác phẩm mới mà sẽ đáp ứng mong đợi của những người, không chỉ là những người yêu hội họa mà cả những người rất là yêu vẻ đẹp Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn quý khán giả của chương trình. Bây giờ các vị đã biết rồi, có một địa chỉ nếu các vị cần để mời giáo viên dạy cho các em bé ở những vùng xa xôi, hoặc là những vị mà muốn tiếp cận với hội họa thì xin liên hệ với chúng tôi. Tôi nữa xin cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho hành trình tri thức Việt. Và trước khi chuyển sang một chương trình khác, xin mời quý vị và các bạn hãy nán lại đôi phút để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một ký họa trực tiếp mới nhất của họa sĩ Văn Dương Thành để tôn vinh làng cổ Việt Nam. Đây cũng là lời chào tạm biệt của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Ở Hà Nội, tôi đặc biệt yêu thích những cái cánh cổng và những cái cánh cửa gỗ cổ xưa. Ở đây tôi nhìn thấy thời gian in dấu vết và rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ khi tôi còn thơ bé, tha thẩn đi chân đất ở trên những cái đường làng và xem mân mê những cánh cổng cũ đó. Sau này, dù đã đi qua nhiều miền đất, đã được học ngôn ngữ của nhiều vùng xa xôi và khác nhau, nhưng cái ấn tượng về cánh cổng cổ xưa của quê làng thì luôn luôn in dấu rất đậm trong cái tâm trí của tôi. Bởi vì quê hương chính là mạch nguồn tạo cảm hứng bất tận cho những sáng tác của tôi hiện nay và mãi mãi đời sau.